Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu trang trí phòng khách gỗ MDF cánh kính cường lực. Đặc điểm nổi bật của tủ rượu trang trí phòng khách: phong cách châu Âu hiện đại, thiết kế cánh kính đi đầu xu hướng, kết hợp giữa chất liệu cao cấp và đèn LED hiện đại. Nhiều màn đựng rượu tổ chức bộ sưu tập rượu vang tối ưu. Kiểu dáng sang trọng, được cách tân rất bắt mắt. Sản phẩm độc đáo và tiện ích cho không gian trưng bày rượu của bạn. Kết hợp chất liệu gỗ MDF chất lượng cao và thiết kế đèn LED hiện đại, tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập rượu mà còn giúp tạo nên không gian trưng bày rượu đầy ấn tượng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.